Chương trình thời sự xin tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay trong phiên họp toàn thể lần thứ 5, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm các phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ viện, các bộ trưởng. Đáng chú ý, việc Thượng tướng Lý Thượng Phúc trở thành tân bộ trưởng quốc phòng đang làm dấy lên câu hỏi về thế khó của Mỹ trong tương lai. Thượng tướng Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, sẽ thay tướng Nguyễn Phượng Hòa, theo hãng tin Bloomberg, việc phê chuẩn ông Lý gây chú ý nhất bởi ông nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Năm 2018, ông bị trừng phạt vì hỗ trợ chuyển nhà máy bay Su-35 và hệ thống phòng công S-400 từ Nga sang Trung Quốc. Thời điểm đó, ông là giám đốc cục phát triển vũ khí của quân đội Trung Quốc. Các hạn chế bao gồm cấm giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ, phong tỏa tất cả tài sản ở Mỹ và cấm cấp thị thực. Điều này làm dấy lên câu hỏi xảy ra sao nếu ông Lý được mời đến Mỹ gặp người đồng cấp Lord Austin. Theo Bloomberg, Mỹ có thể bị đặt vào thế khó nếu muốn liên lạc với ông Lý để giữ các kênh liên lạc quốc phòng luôn mở trong bối cảnh hai bên luôn căng thẳng, thẳng. Tuần trước khi được hỏi về ông Lý, người phát ngôn đầu năm gốc Marty Mayners cho biết Mỹ luôn muốn các kênh liên lạc với Trung Quốc mở để tránh cách tính toán sai lầm. Cũng theo Bloomberg, việc ông Lý được bổ nhiệm báo hiệu sự chú trọng ngày càng tăng của Bắc Kinh và công nghệ hàng không vũ trụ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Quốc phòng, ông Lý từng giữ các chức vụ tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương trong nỗ lực tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm chống lại tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Hôm nay, tờ Somijuri Shimbun của Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, người trưởng Hayashi Yoshimasa sẽ thăm các quần đảo Solomon, Cook và Kiribati vào cuối tháng này. Theo tờ Yomiuri Shimbun, trong chuyến thăm đầu tiên đến ba quốc đảo Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Hayashi sẽ khẳng định sự hợp tác giữa tất cả các bên nhằm hiện thực tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản sẽ tăng cường vai trò trong khu vực thông qua hỗ trợ phát triển chính sách và cơ sở hạ tầng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, vốn được các quốc đảo quan tâm. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét mở rộng giao lưu quốc phòng với các bên. Về vấn đề các quốc đảo Thái Bình Dương quan ngại việc xả nước nhiễm hạt nhân từ nhà máy Fukushima Daiichi dự kiến trong chuyến thăm ông Hayashi sẽ giải thích việc xả thải ra biển an toàn nhật bản có kế hoạch xả nước nhiễm hạt nhân từ mùa xuân đến mùa hè năm nay tuy nhiên kế hoạch này không chỉ bị các nước xung quanh nghi ngờ mà còn có vấp phải sự phản đối ngay trong nội bộ nước này Triều Tiên đã quyết định thực hiện các biện pháp săn đe chiến tranh quan trọng thực chất trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung vào ngày mai. Hải thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết quyết định trên được đưa ra tại hội nghị mở rộng lần thứ 5. Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 với sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. KCNA cho biết hội nghị đã thảo luận và thông qua các bước thực chất và quan trọng để sử dụng hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và tấn công hơn khả năng răng đe chiến tranh của đất nước để đối phó với tình hiện tại. Trong đó, các hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang đạt đến giới hạn đỏ. Tuy nhiên, KCNA không nói rõ các biện pháp thực tế sẽ là gì. Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí trùng với thời điểm các cuộc tập trận quân sự của các đồng minh mà Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án là diễn tập cho một cuộc xâm lược. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực, mô phỏng của tấn công vào sân bay của kẻ thù vào tuần trước, nhằm kiểm tra tư thế sẵn sàng chiến tranh thực tế của quân đội nước này. Em gái ông là bà Kim so yeon trước đó cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện các hành động áp đảo chống lại các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc trước thêm chuyến thăm Nhật Bản vào tuần sau, tổng thống Hàn Quốc Yoo Seok-yeon đã lý giải lý do đi đến quyết định giải quyết vấn đề lâu dài về lao động thời chiến với Nhật Bản trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Hàn Quốc tuần trước cho biết sẽ bồi thường cho công dân của mình bị buộc phải làm việc cho một số công ty Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai thông qua quỹ trực thuộc chính phủ thay vì các doanh nghiệp Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay công bố những xét mà tổng thống Yoo Seok-yeon đưa ra một ngày sau thông báo trên tổng thống jun cho biết đã thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng thống và đây là quyết định được chính phủ đưa ra sau những khúc mắc. văn phòng tổng thống đã tải lên một đoạn video ngắn trên youtube theo đó ông jun nhấn mạnh cần có mối quan hệ tốt hơn với nhật bản từ nhiều khía cạnh khác nhau gồm an ninh kinh tế và văn hóa đoạn video kết thúc với đoạn ông jun cho biết chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định này Kế hoạch của ông Yoon hiện gây ra phản ứng từ các nhóm dân sự và một số nguyên đơn trong vụ kiện chống lại các công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, theo hãng tin NHK, ông Yoon đang nỗ lực kêu gọi công chúng ủng hộ kế hoạch trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 16 tháng 3 tới. Bạo lực lại tiếp diễn ở bờ Tây bị chiếm đóng khi các binh sĩ Israel đã bắn chết ba tay súng Palestine sau khi họ bắn vào quân đội Israel ở gần thành phố Nablus hôm nay. Quân đội Israel cho biết các tay súng đã bắn vào vị trí của quân đội gần giao lộ Shid phía tây Nablus và các binh sĩ Israel đáp trả bằng đạn thật. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết, ba tay súng có vũ trang đã bị vô hiệu hóa trong cuộc đọ súng và một tay súng có vũ trang khác đã đầu hàng. Ngoài ra, các binh sĩ thành viên của đơn vị trinh sát Colony đã thu giữ ba khẩu súng trường M16 và một khẩu súng lục mà người Palestine sử dụng. Các nguồn y tế và an ninh Palestine chưa đưa ra thông tin về những biến này. Hôm qua, đại diện của chính phủ Yemen và quân nổi dậy Houthi đã khởi động các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ về việc trao đổi tù nhân, trong bối cảnh Liên Hợp Quốc kêu gọi cả hai bên tham gia vào các cuộc thảo luận nghiêm túc. Chính phủ Yemen cho biết vòng đàm phán kéo dài 11 ngày với Liên Hợp Quốc vào Ủy ban Chữ thập đạo quốc tế giám sát nhằm thực hiện thỏa thuận về trao đổi tù nhân đạt được ở Stockholm, Thụy Điển năm 2018. Theo thỏa thuận, các bên đồng ý thả tất cả tù nhân, người bị giam giữ, người mất tích và người bị quản thúc tại gia có liên quan đến cuộc xung đột mà không có bất kỳ ngoại lệ hoặc điều kiện nào. Năm 2014, quân Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a, dẫn đến liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu can thiệp vào năm tiếp theo. Cuộc chiến đã làm hàng trăm ngàn người Yemen thiệt mạng. Giao tranh phần lớn tạm dừng kể từ khi lệnh ngừng bắn với Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực vào tháng 4 năm 2022. mai chuyên gia và lực lượng bảo vệ bờ biển từ các quốc gia sẽ gặp gỡ các quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines để thảo luận về việc hỗ trợ giải quyết sự cố tràn dầu, hệ quả sau khi một tàu chở dầu bị chìm 10 ngày trước. Hiện đội ngũ chuyên gia và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã có mặt tại Manila. Philippines cũng đang kêu gọi hỗ trợ từ Mỹ. Tàu MT Princess Empress chở khoảng 800.000 lít nhiên liệu, gặp sự cố động cơ và chìm ở vùng biển động ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro hôm 28 tháng, tháng 2. Chính quyền Philippines cho biết sự cố đã làm ảnh hưởng đến khoảng 19.000 hộ gia đình. Hiện vẫn chưa biết chính xác số lượng dầu bị tràn ra biển, nhưng ước tính có khoảng 2.500 hectare rặng san hô, rừng ngập mặn và các loại rong biển có khả năng bị ảnh hưởng. Lực lượng lực bảo vệ biển Philippines cho biết đã tìm thấy dầu bị tràn ở gần đảo Palawan, cách nơi tàu chở dầu bị chìm khoảng 350 km về phía tây nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Andrew Sunak sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày mai ở San Diego dự kiến sẽ công bố chi tiết về các tàu ngầm hạt nhân mà Canberra sẽ mua và nơi chúng sẽ được chế tạo, theo Hiệp ước An ninh AUKUS. AUKUS được xem là sự bổ sung và hỗ trợ các hợp tác nhằm duy trì trật tự trên biển, vốn rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của khu vực. Tuy nhiên, các rủi ro và sự tiếp cận quá mức ở Canberra có thể có những tác động nghiêm trọng đối với lĩnh vực an ninh hàng hải trong chính sách của Úc. AUKUS ra đời là một cú sốc đối với các đối tác của Úc trong khu vực và thế giới, đặc biệt là Pháp, nước trước đây đã đóng tàu ngầm cho Canberra. Indonesia và New Zealand cũng thể hiện bằng lời lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, những mối quan tâm này đã được quản lý tốt nhờ sự tập trung ngoại giao rõ ràng của chính phủ Úc. Úc và Philippines đang thảo luận về khả năng tuần tra chung ở Biển Đông, dẫn đến thảo luận về một thỏa thuận an ninh tứ giác tiềm năng giữa Manila, Washington, Tokyo và Canberra. Những bộ tứ quát giữa Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ cũng tăng cường cam kết về an ninh hàng hải. Thực tế hơn, AUKUS mang đến sự kết hợp rủi ro và cơ hội cho an ninh hàng hải Úc. Gần đây, camera thông báo có thể gửi hàng trăm kỹ sư và công nhân đến Mỹ và Anh để đào tạo chuyên sâu. Trở lại báo chí khi ở thăm Ấn Độ trong tuần này, rằng liệu Úc sẽ duy trì toàn quyền kiểm soát hoạt động của tàu ngầm hay chúng có thể do người Mỹ chỉ huy. Thủ tướng Anthony Albanese nói, Úc sẽ giữ tuyệt đối chủ quyền của chúng tôi, chủ quyền tuyệt đối của chúng tôi 100%. Còn trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Smollett trấn an. Khi Úc đầu tư vào quốc phòng, có được năng lực tàu ngầm hạt nhân, chúng ta đóng góp một phần cho hòa bình và sự ổn định của khu vực và thế giới. AUKUS chắc chắn sẽ tiếp tục thống trị các cuộc thảo luận về chính sách quốc phòng của Úc và sự phát triển năng lực hàng hải của nước này. Quan hệ đối tác không chỉ định hình lại năng lực cao cấp của Úc, mà còn ảnh hưởng đến những nỗ lực thúc đẩy an ninh hàng hải thời bình ở Thái Bình Dương. Theo ông Richard Dunley, giảng viên quân sự cấp cao của Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc, đến nay những tác động này có cả tích cực và tiêu cực nhưng việc quản lý cẩn thận cùng với sự gây hấn liên tục từ trung quốc có thể thấy aukus đang trở thành mối quan tâm đáng kể của úc trong vấn đề an ninh hàng hải